giờ tối nữa bác một bài tập thể để cho các bạn cùng hát. Bài cùng nhé. Hôm nay thì ngày mai chị. Bài gì hát gì cho trẻ con nó thuộc được. Cầm không? Nha.
Thank you.
Rồi. À cô Nhung làm việc ở đây lâu chưa ạ? Còn cha còn mẹ nên điều kiện rất là khó khăn, nhưng mà hầu như các em thì đều được tiếp cận, nhỏ mỗi em có con đấy bạn em được tiếp cận thì chính là anh em thì cũng không thể. Chỉ còn hoàn cảnh thì có những em có cha mẹ nhưng mà bỏ luôn, không biết là người ta cũng tới đây người ta đã gửi sau một thời gian là người ta bỏ em luôn, thì không tới nữa. Còn có những người cha mẹ còn điều kiện quá khó khăn. Nói chung á thì ở trung tâm đây thì mồ côi mà khuyết tật thì chỉ có một hai em thôi. Em ơi, em đã nhỏ một tí nha, cái người này là mới trong đây rồi. Vậy thì cô này là bệnh được 4 năm đúng không ạ? Là tới 5 năm thứ tư. Dạ, thì cũng nói rất nhiều em có một cảnh thức. Vậy thì ngoài cái tình thương của cô ra thì có cái trung tâm hỗ trợ này, tức là có những nhà nào tâm hoặc là những cái nhà có một cái tấm lòng nhân dạng để hỗ trợ giúp đỡ trung tâm này không cô? À có. Là nói chung là cô làm ở đây thì cũng vì là đi đồng lương, nhưng mà cái thể đặt là cái nhân tâm nó lên hàng đầu. Thì thực sự ra ở đây thì nó thấp lắm, chỉ có các cô chỉ như chỉ có hơn triệu thôi, đến là những cô làm mới vào ít thời gian đó. Còn cô thì vào đây làm như thế nhưng mà cô làm bộ nữa có thể khác là thế. Còn các nhà hảo tâm cũng rất là nhiều, cũng như ở đây có công ty công su là bắt đầu là cho các cháu hàng tháng có tạm cho các cháu, thế rồi mà Tết đến là cho các cô là một tháng cơ bản đấy. Còn nhiều như là khi mà cái nhà hảo tâm thì có giúp đỡ các cháu nhiều không ạ? Ví dụ như là tặng quà hay là phát lệ các cháu nhiều không cô? Có. Ví dụ như là các cái bên công ty cao su nó gọi là công ty đỡ đầu đấy. Con mấy tuổi? Mấy tuổi? Con 5 năm 6.
Nghỉ mấy tuổi là nghỉ tao không nghỉ mấy tuổi năm nay nhân 6. À 6 tuổi à. Thế nghỉ có hay được cái cô chú tặng kẹo không? Thế thì ngoài kẹo ra nghỉ còn thích được cái cô chú tặng gì nhỉ? Tặng đồ chơi. Thế nghỉ thích tặng đồ chơi gì nào? Nghỉ nói tao không nghe này, mai không có tặng nghỉ nào. Đồ chơi gì? 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 Đồ trên 1.000 thành viên, mỗi năm tề thị về được
và tầm trung bình độ 300 nghìn. Ừ, giờ có thể nói rõ hơn về cái công việc này, cái quan hệ của các bạn hiện tại là các bạn đang làm không? Thì từ khi thành lập đến nay là từ năm 2006 thì bọn mình đã qua những cái lần học và đi lên đến cái quyết định thì mình quyết định là tổ chức cái chương trình Chấp Cánh Mơ là từ đầu năm 2007. Từ đó đến giờ thì mỗi lần mà mình tổ chức thêm ra thì mình cảm thấy là có thêm cái sức mạnh, có thêm cái tinh thần, và mỗi ngày cái khối lượng thành viên của mình nó càng nhân rộng ra. Và đến bây giờ thì bọn mình ngoài những cái lần tổ chức như vậy thì bọn mình còn có những cái hoạt động khác nữa. Thì rất hy vọng là không những bọn mình có cái tinh thần đó mà cùng các cái tổ chức, cùng các cái nhà hảo tâm, cùng có cái tinh thần, cùng có một cái ước muốn làm sao cho các em có được một cái cuộc sống tốt hơn, tươi đẹp hơn. Ừ, cái hoạt động của mình thì là nó có được sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành nào không, hay là mình chỉ là một độc lập, một đơn vị rồi đứng lên mình tổ chức theo như là cái tâm của mình thực hiện? À, cái hoạt động của bọn mình thì thực ra là ngoài hai chữ tình nguyện mang trên vai thì còn có các cái sự giúp đỡ của các cái cơ quan ban ngành trong tỉnh và thành phố Kon Tum. Thì thực tế thì trao qua các năm thì bọn mình ngoài tổ chức các chương trình chính do bọn mình để ra kế hoạch thì cũng có cái sự phối hợp của các cơ quan như tỉnh đoàn, cơ quan trung tâm bảo trợ xã hội, ủy ban mặt trận tổ quốc và cả hội khuyến học Kon Tum nữa. Tất cả mọi người cùng đồng tâm và cùng trong những sức mạnh để làm nên những cái điều đó. Thật ra thì mình biết là nếu mà hoạt động như một tổ chức thì rất là khó khăn, và đặc biệt là cái này là chúng ta lại tình nguyện đúng không? Tức là tình nguyện nhưng mà nó bên cạnh nó rất là nhiều yếu tố, vậy thì cái khó khăn nhất của cái câu lạc bộ của các bạn là gì? Cái khó khăn lớn nhất của mình đến thời điểm này á, là vấn đề thời gian. Và ngoài vấn đề thời gian đó thì bọn mình cũng còn vướng là cái sự liên lạc, liên kết giữa các cái sinh viên và thanh niên với nhau thì nó đang còn chưa thực sự chặt chẽ để mà tập hợp lên cái mối sự mạnh để có thể giải quyết được mọi vấn đề. Nếu mà có thể nói một điều gì đó với tất cả các bạn trẻ của các sinh viên cũng như là nói với tất cả các thế hệ mọi lứa tuổi của trường Kon Tum thì bạn sẽ nói được gì để kêu gọi những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ tất cả mọi người? Mình chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn là khi mình còn sức, mình còn mạnh, mình hãy cùng tập hợp, cùng chung tay, cùng giúp các thế hệ thanh niên, sinh viên và cùng với các em chắp cánh ước mơ cho các em để vươn lên trong một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Phía trước đi, cho nó thẳng hàng đi. Em ơi, nó thẳng ngang lại đây.
sao chị lên không được thế này, không thẳng hàng à? Thẳng hàng chưa? Thẳng hàng chưa nhỉ? À vâng, và còn phía bên cánh phải của sân khấu, xin mời tất cả các anh chị, các bạn học sinh đến tham dự chương trình và cổ vũ chương trình. Xin mời tất cả các anh chị ngồi dồn lên phía trên. À, xin mời tất cả các bạn học sinh sinh viên. Chúc nhau an khang thịnh vượng.
Để rồi một ngày chúng ta phải xa cách nhau.
vậy mà có khi anh chẳng để suy nghĩ, để rồi một ngày chúng ta thật xa cách nhau. Anh chẳng hề suy nghĩ, để rồi một ngày chúng ta phải xa cách nhau. Xin cảm ơn bạn Anh Tuấn. Và sau đây là tiết mục kịch. Cô bé bạn gì? Xuân đã đến thật là gần, trên khắp các nẻo đường, từ Nam chí Bắc, trong từng căn nhà, từng khu phố, không khí rộn rã đón một mùa xuân về đang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tết là dịp để mọi người cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những nụ cười yêu thương và quên đi những lo âu buồn phiền của năm cũ. Thưa quý vị, và hôm nay, trong ngày Tết chung của toàn thể dân tộc, chúng ta sẽ tổ chức riêng cho các em nhỏ đang ngồi xung quanh chúng ta đây một cái Tết thật là vui nhưng mà cũng thật là ấm. Kính thưa quý vị, năm 2011 là một cái năm đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử của tỉnh nhà, bởi vì trong năm nay tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức kỷ niệm 98 năm ngày thành lập tỉnh và đồng thời cũng hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh. Năm 2011 cũng còn là năm thanh niên dấn thân tình nguyện vì cộng đồng, hy vọng cho một năm mới có nhiều thành công, nhiều đột phá trên mảnh đất cao nguyên giàu đẹp. Vâng, và vì thế, kính thưa quý vị, đêm hôm nay được sự cho phép của lãnh đạo tỉnh Kon Tum, cộng đồng mạng Kon Tum Online long trọng tổ chức chương trình Trong Cánh Ước Mơ lần thứ 5. Thưa quý vị, mùa xuân là lúc khoảnh khắc đất trời gia hội, âm dương gia hòa, và vì vậy, để cho buổi diễn hôm nay thêm sinh động, tôi xin trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và các em, người bạn diễn sẽ cùng tôi trong suốt buổi tối hôm nay, đó chính là MC Thanh Hương. Vâng, xin chào anh Thành Tâm. Lần đầu tiên cho phép Thanh Hương gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể các em nhỏ đang có mặt trong quảng trường ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thanh Hương này, em có thể nói cho mọi người biết
Trong quãng trường hôm nay em có thấy không khí của buổi văn nghệ hôm nay như thế nào hay không? Đầu tiên tôi rất là vui khi được đồng hành cùng anh Thành Tâm trong suốt chương trình ngày hôm nay. Vâng, và tôi thấy là mặc dù ngoài trời không khí đang bắt đầu lạnh dần lên, nhưng không khí ở quãng trường chúng ta thật sự là đang nóng lên. Điều đó như là hứa hẹn những điều thú vị sắp đến sẽ xảy ra trong đêm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Đinh Thị Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum. Về phía lãnh đạo tỉnh đoàn tỉnh Kon Tum, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Quốc Huy, Phó Bí thư tỉnh đoàn Kon Tum. Tôi xin trân trọng giới thiệu về phía thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum, ông Phùng Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại tỉnh Kon Tum. Về phía lãnh đạo công ty Viễn thông Kon Tum, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trưởng phòng kế hoạch kinh doanh. Về phía lãnh đạo Viettel Kon Tum, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tất Thi. Về phía lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ Xã hội Kon Tum, tôi xin trân trọng giới thiệu Phạm Châu Tuệ, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội. Lê Cao Nam. Kính thưa bác Lâm Duy Nhẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum. Kính thưa bà Đinh Thị Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum. Kính thưa đại diện các nhà tài trợ, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn, các em nhỏ trực thuộc Trung tâm Bảo trợ Xã hội cơ sở Máy ấm Vinh Sơn. Kể từ lúc cộng đồng mạng Kon Tum Online được thành lập, ban quản trị cùng các thành viên luôn đau đáu một nỗi niềm, đó là làm thế nào để góp một phần gì đó cho sự phát triển của quê hương Kon Tum. Từ đó, ý tưởng về một chương trình từ thiện kết hợp giao lưu giữa thanh niên, sinh viên Kon Tum cùng các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn dần dần được hình thành. Được sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố, tỉnh đoàn, thành đoàn cùng các sở, ban, ngành trong tỉnh, thành phố và các nhà tài trợ nhiều lòng nhân ái. Từ năm 2006 đến nay, Kon Tum Online đã tổ chức 4 chương trình chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội. Và năm nay, chương trình chắp cánh ước mơ năm được mở rộng đến các em nhỏ tại các mái ấm Vinh Sơn. Mỗi lần tổ chức chắp cánh ước mơ là mỗi lần cộng đồng mạng Kon Tum Online tự hào đã góp được một phần nhỏ bé của mình để giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt, các em có hoàn cảnh khó khăn có thêm một sân chơi, một sự quan tâm, một sự chia sẻ của cả cộng đồng để mỗi cái Tết đến các em có thêm một chút ấm áp và đó cũng là cách để cộng đồng mạng Kon Tum Online gửi lời tri ân đến tỉnh nhà thực hiện nhiệm vụ chung tay đóng góp sức trẻ của mình vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cộng đồng mạng Kon Tum Online xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các lãnh đạo tỉnh, thành phố, các nhà tài trợ đã giúp đỡ Kon Tum Online thực hiện chương trình này. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn, các em một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Ông Lâm Duy Nhẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum. Kính thưa các quý vị đại biểu và các cháu yêu quý, được sự cho phép của ban tổ chức, tôi rất vinh dự được thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố tham gia đêm giao lưu chắp cánh ước mơ năm Xuân Tân Mão năm 2011 hôm nay. Lời đầu tiên kính chúc các quý vị đại biểu, các cháu thanh thiếu nhi sức khỏe an lành. Thưa quý vị đại biểu, trong thời khắc của đất trời đang chuyển mình đón mùa xuân mới, mọi người đều được mong ước được nhanh chân trở về nhà
được cùng gia đình đoàn tụ sau những ngày học tập, lao động, sản xuất ở phương xa. Thế nhưng đối với các cháu thanh thiếu nhi ở các trung tâm xã hội, các mái ấm tình thương không có được những điều may mắn như trên. Và hôm nay chúng ta tổ chức đêm giao lưu này như một món quà năm mới để chia sẻ những khó khăn, mất mát và nhân rộng tình yêu thương của chúng ta dành cho các em, để các em cảm thấy không cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời này, và để những ước mơ của các em được chắp cánh như tên gọi của chương trình đêm nay. Thưa các vị đại biểu, trong những năm đến, tôi mong rằng chương trình của chúng ta sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên hơn nữa, đồng thời nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm trên mọi miền của Tổ quốc, để chương trình được nhân rộng trở thành một hoạt động xã hội thiết thực, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho các cháu thanh thiếu nhi ở các trung tâm bảo trợ xã hội, ở các mái ấm tình thương được vui chơi, học tập như các bạn cùng trang lứa. Một lần nữa, kính chúc các quý vị đại biểu, các cháu thanh thiếu nhi một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn.
không?